Và ngày thi đấu thứ tư của vòng play-in trong khuôn khổ Icon Global Championship cũng đã kết thúc. Ở đầu ngày thi đấu thì chúng ta có một vài lỗi kỹ thuật không mong muốn, tuy nhiên thì đã được khắc phục ngay lập tức và ngày thi đấu diễn ra khá suôn sẻ. Trong ngày thi đấu này thì đã có những cái tên đầu tiên bị loại và phải ra về rời khỏi cuộc chơi, các bạn có thể theo dõi được ở trên bảng tổng sắp trên màn hình. Và ngày mai, ngày thi đấu cuối cùng của vòng play-in, sẽ có sự trở lại của những đại diện đến từ WCS như RQ hay Flash Group. Rất mong các bạn có thể cổ vũ cho những người đồng hương của chúng ta để họ có được một kết quả tốt nhất. Các bạn có thể cập nhật thêm những thông tin về giải đấu nhanh nhất ở trên fanpage cũng như YouTube của Liên minh huyền thoại Tốc Chiến Esports. Phóng viên Leo, thường trực tại Singapore. Xin chào và hẹn gặp lại.